Xin chào đón 500 anh em đã quay trở lại với Vintop nha. Nghĩ kỹ thì mới thấy, người Việt Nam của chúng ta đúng kiểu độc lập, tự do, ăn no rồi sinh tật. Chứ không giống như ở Ấn Độ, làm cái gì cũng bị cấm. Đó là cấm như cô gái không được sập sình trong quán bar, hay là cấm như cặp đôi hôn nhau, thậm chí là cấm như cửa hàng không được trưng bày những con ma đưa canh mặc đồ lót. Nghe là thấy kỳ lạ rồi đúng không? Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng với Vintop điểm qua những điều luật khó đỡ ở Ấn Độ nha. Vô! Những luật cấm khó đỡ chỉ có ở Ấn Độ, Việt Nam chỉ biết bái phục. Cấm mannequin trưng bày đồ lót. Bán gì trưng bày đó là chuyện hết sức bình thường trong kinh doanh. Chẳng hạn như bạn bán trái cây thì sẽ trưng bày trái cây, bán quần áo thì sẽ trưng bày quần áo, bán đồ lót thì sẽ trưng bày đồ lót. Hợp lý đúng không các fan? Thế nhưng tại Ấn Độ lại có một điều cấm vô cùng khó đỡ. Nhất là tại thành phố Mumbai, chính quyền đã đưa ra lệnh cấm khiến cho những cửa hàng phải khóc thét. Điều luật này yêu cầu những cửa hàng bán đồ lót thì không được trưng bày người mẫu mặc bikini trong cửa hàng của mình. Vì chính quyền tin rằng làm như vậy sẽ giảm được số vụ hãm hiếp và những vụ tấn công tình dục trong cả nước. Họ còn cho rằng những con mannequin mặc đồ lót ren và với gợi cảm là rất đáng xấu hổ đối với con gái. Và chính bởi điều này đã làm ô nhiễm tâm trí của những người đàn ông trên khắp thành phố và khiến cho các vụ tấn công tình dục xảy ra thường xuyên. Ủa, có nhạy cảm quá không vợ? Chỉ là cái hình nộm thôi mà. Các ông anh căng thẳng ghê, ai mượn đầu óc phong phú quá làm gì? Các bạn nghĩ sao về điều luật này? Hãy để lại chia sẻ cho Vintop biết với nha. Cấm hôn dâu. Đố ai định nghĩa được từ hôn, có khó gì đâu giả bồn chồn. Hai người một góc đêm tối tối, tựa má kề môi thế là hôn. Nghe có vẻ xanh xòi quá nhỉ, chật chật đấy, già gì đấy. Hảo thơ, nghe một phát là muốn có người yêu để biết hôn là gì ghê. Chờ nhỏ lớn có biết hôn là gì đâu chứ. Nói chờ mình thì mình thấy cái chuyện hôn nhau rất là bình thường nghe. Lỡ mà có mắt hôn quá thì lâu lâu hôn trộm ở ngoài đường một cái thì cũng tạm chấp nhận được. Chứ tính ra ở Ấn Độ là cấm hôn luôn đó mấy bạn. Tại quốc gia đông dân hàng top thế giới thì đã có nhiều cặp đôi đã bị đánh đập, thậm chí là buộc phải kết hôn ngay lập tức vì đã hôn nhau ngoài đường. Nếu như một cặp đôi bị phát hiện hôn nhau hay là nắm tay ở nơi công cộng thì họ sẽ bị vi phạm bộ luật hình sự của Ấn Độ. Mà tức ở chỗ là cái tội cưỡng hiếp và bạo lực gia đình thì vẫn gia tăng, nhưng mà lại không bị cấm nghiêm ngặt như là cái việc hôn nhau ngoài đường. Xem có tức không cơ chứ, có bị lãng quá không vợ? Cái cần nghiêm thì không nghiêm, cái không cần nghiêm thì lại nghiêm. Và đỉnh điểm nhất là vào năm 2014, chính bởi luật cấm này đã dẫn đến một cuộc biểu tình phi bạo luật trên toàn quốc để chống lại cái đạo luật vô lý này. Nụ hôn của tình yêu thì sao phải cấm cơ chứ? Và đã có hàng ngàn cặp đôi hôn nhau trên đường phố trước sự chứng kiến của cảnh sát, và cuộc biểu tình này đã nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Đấy, ai bảo cấm quá lại thành quá cố đó. Hy vọng những điều luật xàm xí này sẽ sớm bị gạt bỏ để người dân còn an tâm mà hôn nhau nữa chứ. Cấm ăn thịt bò. Tầm này đang mưa mà có nồi lẩu bò ở Hồ Thị Kỷ ăn chung với mấy đứa bạn ha, nhâm nhi thêm một vài lon bia thì ta nói còn gì nữa cơ chứ. Thế nhưng có những nơi, có những người, cái việc ăn thịt bò với họ khó khăn chẳng khác nào việc hái sao trên trời. Vâng, chính xác là người dân sống tại bang Maharashtra của Ấn Độ đã bị đặt một lệnh cấm cực kỳ khó chịu. Đó là người dân của bang này thì không được phép bán và sở hữu thịt bò. Nếu vi phạm sẽ bị phạt 10.000 rúp và tối đa là 5 năm tù. Lệnh cấm là một đòn chí mạng đối với những người thật sự yêu thích thịt bò và những nhà hàng cung cấp thịt bò trên toàn tiểu bang. Dĩ nhiên là người dân phản đối rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội. Nhưng mà lệnh vua đã ban ra thì sao mà cãi được chứ? Nói chung thì tầm này đi ăn BBQ mà không có thịt bò thì khác nào ăn chay luôn chứ. Nguyên nhân sâu xa của điều luật cấm này có thể là do con bò là một loài vật linh thiêng và được tôn thờ trong tôn giáo Hindu, và Ấn Độ là một quốc gia theo đạo Hindu. Nhưng mà thì cũng có những người vô đạo mà áp đặt quả luật này thì đúng là tội cho người ta quá. Các fan nghĩ sao về điều luật vô lý này? Cấm tiểu bậy. Có một điều mà hai năm qua chưa ai nói cho các bạn biết, đó là
Không chỉ có người Việt Nam mới thích đái đường, mà còn có một quốc gia khác cũng cực kỳ thích đái đường luôn á. Vâng, người anh em Ấn Độ chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Bởi vì theo Bin Top tìm hiểu thì có khoảng 50% dân số Ấn Độ không hề có nhà vệ sinh tại nhà, và cái việc mà đại tiện công cộng là vấn nạn cực lớn tại đây. Trên những vỉa hè, đường đi hay là vách ngăn của những ngôi nhà thì đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những ông chú đang đứng lái, và thậm chí có người còn tiện thể ẻ ngay tại chỗ luôn. Kinh tởm. Và để ngăn cản điều này diễn ra thì người dân Ấn Độ đã nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo, đó là họ sẽ đặt những bức ảnh của những vị thần ở trên tường để những người dân không dám bén mảng đến đây. Được cái người dân Ấn Độ thì không sợ trời, không sợ đất, không sợ cảnh sát, nhưng mà sợ thần linh giáng tội lắm. Vậy là áp dụng cách này khá là tốt, chứ ở Việt Nam của tôi thì xin thua nha. Có dán hình gì thì cũng vô ích thôi, vì chúng tôi là thứ dữ, là VIP trong cái ngành đái đường rồi. Cấm nhảy múa trong quán bar. Rồi luôn, lãng xẹt luôn, đúng kiểu đi nhậu không cho uống bia, đi nhảy mà bắt đứng yên vậy đó, rồi ai chịu cho nổi cơ chứ. Sao cái quốc gia này lại hay ra dẻ quá hà, các bạn có tin được không? Tại Ấn Độ lại khó khăn với phụ nữ tới nổi. Nếu bắt gặp hội chị em phụ nữ đang nhảy múa trong một quán bar, thì người đó có thể bị phạt tối thiểu là $100,000 và cuối cùng thì phải ngồi tù 3 năm. Vì chính phủ cho rằng những quán bar khiêu dụ ở Ấn Độ chỉ dành riêng cho người lớn. Ủa, rồi phụ nữ là con nít hả trời? Và chính phủ nước này còn cho rằng quán bar là nơi có rất nhiều những kẻ máu dê tồn tại, nên là nếu phụ nữ lui tới ở đây thường xuyên sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng hiếp dâm xảy ra. Ủa, vậy thì thôi cấm đàn ông vào quán bar đi chứ. Cái gì cũng bắt phụ nữ chịu thiệt, coi tức không cơ chứ. Mặc dù điều luật này đã bị phản đối dữ dội, thế nhưng những quán bar ở Maharashtra đều phải thực hiện theo vì nó là quy định của chính phủ. Hey, thấy thương cho những chị gái ở Ấn Độ quá đi. Không thôi qua Việt Nam đi, các chị tha hồ mà nhảy Vinahouse, không sợ bị cấm luôn đó. Này này, sau khi cùng điểm qua những điều luật vô cùng kỳ lạ ở Ấn Độ, thì các bạn thấy ấn tượng nhất với điều luật nào? Hãy để lại chia sẻ phía dưới phần bình luận nha. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào chiếc chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.